Xin chào quý vị đến với chương trình Thanh Mai Show. Hy vọng rằng quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng và hoàn thành tốt những công việc mà chúng ta đã đề ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ về một cái đề tài mà Mai nghĩ rằng là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, đó là chăm sóc da đúng cách. Chúng ta tìm hiểu kỹ hơn trong chuyên mục Hiểu Đúng, Hiểu Đủ. Sau đó chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết Nối. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục đầu tiên nhé. Thưa quý vị, nếu chúng ta chăm sóc da một cách đúng cách thì sẽ làm cho làn da của chúng ta trẻ khỏe, nào cũng tràn đầy sức sống. Còn nếu như ngược lại thì sẽ làn da sẽ xuống cấp rất là trầm trọng. Và làm thế nào để có thể chăm sóc đúng và đủ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Duy Hải để tìm hiểu kỹ hơn về đề tài này nhé. Xin chào bác sĩ. Xin chào chị Thanh Mai. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Các chuyên gia về da liễu phân biệt da thành 5 loại: da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Cách phân biệt da có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hàm lượng nước trên da, hàm lượng dầu trên da, mức độ nhạy cảm của da đối với các dưỡng chất, mỹ phẩm, tác nhân môi trường, sự di truyền trong gia đình. Khi đã xác định da mình thuộc loại da gì, từ đó ta sẽ có những lựa chọn phù hợp để giúp da khỏe, sáng mịn, hồng hào và ít mụn hơn. Vậy làm thế nào để có thể phân biệt được da của mình thuộc loại khô, nhờn, hỗn hợp hay là nhạy cảm vân vân? Để phân biệt loại da thì thường là mình sẽ có hai cách chính. Cách đầu tiên là mình sẽ sử dụng máy soi da. Thì cái này thường mình sẽ đến những cái trung tâm thẩm mỹ, những cái phòng khám đa khoa, những phòng khám da liễu, thì người ta sẽ có một cái máy soi da cho mình. Khi mà mình đưa vào đó thì máy nó sẽ phóng to lên, nó sẽ kiểm tra xem là mình da mình đã tiếp da gì, rồi những vấn đề khác, thí dụ như là sắc tố làm sao, chất lượng da, collagen sao đó, thì trong cái máy người ta sẽ nói hết. Tuy nhiên là mình sẽ có những cách đơn giản hơn để phân biệt cái loại da mà không cần phải đến những cái phòng khám chuyên khoa da liễu. Thì đầu tiên là mình sẽ rửa mặt thật là sạch với sữa rửa mặt, và mình để cái da trần như vậy trong vòng khoảng 30 phút. Sau đó thì mình có thể quan sát, hoặc là nếu mà mình có điều kiện thì mình có cái giấy thấm dầu á, thì mình sẽ cắt ra thành khoảng chừng 5 đến 6 miếng. Mình để lên nhiều vị trí trên mặt, ví dụ như là trán nè, rồi má nè, rồi mũi nè, rồi cằm. Thì để mình để sau khoảng chừng 5 đến 6 phút thì mình quan sát lại. Thì nếu mà mình thấy là tất cả những cái miếng giấy thấm dầu của mình nó đều ướt dầu thì đó là mình da dầu. Còn nếu mà có cái tấm này có tấm ướt, tấm khô, rồi cái lượng dầu nó không đồng đều thì mình có thể là da hỗn hợp. Còn da mà có ít dầu, nghĩa là da ít dầu rồi mịn màng, rồi nói chung là không có vấn đề gì trên da hết á, thì thường nó là da thường. Còn với cái da khô thì thường là sẽ không thấy dầu và xuất hiện ở các tấm giấy thấm dầu nữa. Thì đây là một cách khá là đơn giản để mình chẩn đoán xem là da mình là thuộc tiếp nào, rồi để mình có một cái cách chăm sóc cho nó phù hợp. Và khi mà biết cái làn da của chúng ta ở cái loại nào rồi thì sau đó chúng ta sẽ chăm sóc cụ thể ra sao cho phù hợp với làn da của mình. Thì đối với từng loại da thì mình sẽ có những cái chú trọng nó khác nhau. Thí dụ như là với da dầu, như hồi nãy mình nói là cái việc làm sạch là cái việc quan trọng nhất đối với da dầu. Thì mình làm sao mình lựa chọn cho mình một cái sữa rửa mặt cho nó phù hợp. Thì vì trong bước làm sạch á, thì bây giờ mình có tẩy tế bào chết nè, mình có tẩy trang nè, mình có sữa rửa mặt. Thì cái việc lựa chọn cái sữa rửa mặt nó rất là quan trọng. Tại vì da dầu mà nếu mà sữa rửa mặt mà nó quá khô, rửa xong nó khô queo hết, thì một lát nữa nó sẽ tái lập dầu nhanh hơn. Và nếu mà tái lập dầu nhanh hơn thì lỗ chân lông của mình nó càng ngày càng to hơn. Tại vì nó giống như mình tưởng tượng một cái ống nước, thì nước đổ qua càng nhiều, xối xả thì đương nhiên cái ống thì từ từ cái ống nó sẽ giãn ra. Là cái lỗ chân lông thì mình nên lựa chọn cái sữa rửa mặt cho nó phù hợp. Còn đối với da khô thì cái việc dưỡng ẩm là cái việc quan trọng nhất. Thì đối với những cái việc dưỡng ẩm này thì mình nên lựa chọn những cái loại kem dưỡng ẩm nha. Tại vì da khô thì cái việc dưỡng ẩm bằng gel hoặc là bằng lotion nó thường không đáp ứng đủ cái mức độ khô của da. Và khi mà da không đủ ẩm thì cái hàng rào thượng bì bảo vệ da nó không có hoạt động tốt, làm cho những cái kháng nguyên, những cái chất lạ bên ngoài nó dễ thâm nhập và dễ gây nên trạng viêm nhiễm.
Còn đối với da hỗn hợp á thì cái việc nó giống như là kết hợp giữa hai da, da dầu và da khô vậy đó. Thì mình vừa chú ý cái chuyện làm sạch mà mình vừa chú ý cái chuyện dưỡng ẩm nữa. Thì dưỡng ẩm thì những cái vùng nào bị khô thì mình sẽ sử dụng cái dưỡng ẩm dành cho da khô. Cái vùng nào bị dầu thì mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm chuyên cho da dầu. Đặc biệt chuyên da dầu thì mình phải sử dụng những sản phẩm mà nó có kết cấu mỏng nhẹ thôi, như là dạng gel hoặc là dạng sữa hoặc là dạng lotion, chứ mình không có sử dụng dạng cream. Rồi tụ chung lại thì là tất cả những loại da này đều phải có 3 bước chính, đó là bước làm sạch, bước dưỡng ẩm và bước chống nắng. Thì bước làm sạch như mình đã nói rồi, nó sẽ có bao gồm là tẩy tế bào chết, tẩy trang, rồi rửa mặt. Rồi có thể là mình có thể thêm những cái bước khác, ví dụ như toner, nước cân bằng đó, thì mình cũng có thể thêm vào cái bước làm sạch này. Bước thứ hai là bước dưỡng ẩm á. Thì tùy thuộc vào cái loại da mà mình sẽ lựa chọn cho cái sản phẩm cho nó phù hợp. Thì dưỡng ẩm sẽ bao gồm là serum, rồi kem dưỡng mắt, rồi kem dưỡng ẩm chẳng hạn, rồi có thể bổ sung thêm những chất chống oxy hóa vô giai đoạn này luôn. Rồi cuối cùng là chống nắng. Chống nắng thì mình cũng giống như là những cái sản phẩm trước, mình cũng lựa chọn cho tùy thuộc vào cái loại da mà cho nó phù hợp, dạng gel, dạng cream hay dạng lotion. Và cuối cùng là sau khi mà sử dụng tất cả những cái này rồi, mình có thể bổ sung thêm những cái viên uống chống nắng để hỗ trợ cái quá trình chống nắng cho nó phù hợp, cho nó tối ưu. Còn đối với những loại da mà dễ bị tổn thương thì nguyên nhân như thế nào và cái cách là chúng ta có thể khắc phục ra sao ạ? Với cái da nhạy cảm á, thì thường mình thấy là cái nguyên nhân của nó thì cũng có khá là nhiều nguyên nhân. Mà nguyên nhân mà mình thường gặp nhất mà ngoài cái chuyện là cơ địa do cái bản thân người đó đã vậy rồi á, thì là do cái việc sử dụng mỹ phẩm không có đúng. Thì nhiều người hồi trước mình thấy là da họ cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà sau khi sử dụng một số sản phẩm lột tẩy, đặc biệt là những cái sản phẩm mà làm sáng da, làm trắng da trong một thời gian dài, thì da họ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nó cũng có thể gần giống như cái tình trạng là tai biến da cho corticoid vậy đó. Tại vì khi đó thì họ sử dụng bất kỳ sản phẩm nào nó cũng có cái phản ứng nổi mẩn đỏ hoặc là ngứa ngáy hoặc là mụn lên hết. Thì lúc đó mình nên lựa chọn sản phẩm một cách kỹ càng hơn, nghĩa là mình lựa chọn những sản phẩm chuyên dành cho da nhạy cảm. Và trước khi sử dụng thì mình nên có một cái biện pháp, một cái bước đó là mình nên thử cái coi nó có bị dưỡng hay không. Bằng cách là bôi một ít xíu lên cái phần phía sau tai hoặc là mặt trong của cánh tay. Và cái độ tuổi nào thì sẽ phù hợp để chúng ta bắt đầu chăm sóc da mặt? Để bắt đầu chăm sóc da thì thường là nếu mà có điều kiện thì khuyên các bạn nên bắt đầu từ cái lứa tuổi dậy thì. Đặc biệt là những cái người mà da bị nhờn, bị mụn á, lúc đó mình nếu mình không có cái chế độ chăm sóc cho hợp lý, mình điều trị mụn cho nó sớm thì có thể dẫn đến những cái hậu quả về sau, thí dụ như là sẹo mụn. Mà thí dụ như bị mụn thì cũng không sao, một thời gian nó hết, nhưng mà những cái sẹo mụn này nó có thể đi mình đến cả đời. Thì mình sẹo mụn sau này điều trị rất là khó khăn và rất khó để trở về cái đàn da nguyên thủy. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra là mình tính từ cái lúc mà gọi là tuổi dậy thì là chăm sóc một cách chu đáo đó, nhưng mà mới thấy bây giờ con nít thôi nó cũng có những cái sản phẩm dành cho em bé, dầu gội đầu riêng cho em bé, rồi dầu tắm riêng, rồi cái kem lotion có chống nắng luôn đó. Đó là, nhưng mà cái đó là chăm sóc kiểu cơ bản thôi phải không bác, chứ chưa có phải là chuyên sâu hoặc là điều trị như tuổi dậy thì có khi có mụn thì lại có những sản phẩm rất đặc biệt phải không bác? Đối với những cái đứa trẻ thì thường là cái nhu cầu chăm sóc da của tụi nó cũng không có nhiều. Mình chỉ cần thí dụ như là da nó mình cảm thấy nó khô quá thì mình có thể cho thêm dưỡng ẩm, rồi đi ví dụ như là mình đi biển hoặc là mình đi chơi, mình hoạt động ngoài trời nhiều thì mình có thể cho thêm cái kem chống nắng mà thôi. Chứ thật ra ở tuổi con nít thì mình cũng hạn chế sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm. Tại vì nó đang còn cái thời gian phát triển, mình để cho da nó sẽ phát triển một cách toàn diện, hạn chế mình làm cho cái phát triển nó bị gián đoạn cũng như là ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ. Vậy còn đâu là những cái thực phẩm tốt cho làn da của chúng ta? Thực phẩm tốt cho làn da của mình thì thường là nó sẽ có trong những cái loại rau xanh và trái cây. Thì đặc biệt là những cái rau mà nó có màu xanh đậm hoặc là màu đỏ đậm thì nó có nhiều vitamin A, vitamin E thì nó sẽ tốt hơn cho cái làn da của mình. Mình hạn chế những sản phẩm chiên xào, đặc biệt là những cái sản phẩm mà có quá nhiều đường, quá nhiều tinh bột thì nó cũng không tốt cho làn da. Bên cạnh đó những cái chất kích thích, ví dụ như là rượu, bia, thuốc lá thì nó cũng làm cho cái làn da của mình nó sẽ tổn hại nhiều hơn và dễ lão hóa hơn so với những người mà không sử dụng những cái tích này. Và để cho một làn da hoàn hảo hơn thì nam giới cũng như là phụ nữ cũng cần có những cái lưu ý gì ngoài những cái yếu tố mà bác sĩ vừa mới nêu trên ạ? Đối với một cái làn da mà để chăm sóc cho nó hiệu quả thì đầu tiên mình phải xác định được là cái loại da của mình là cái loại da gì. Sau khi mà xác định xong rồi thì mình sẽ xem là trên da mình đang có vấn đề gì cần cải thiện. Thì thí dụ như là mụn, như là nám thì mình nên
đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để người ta kê cho mình một cái liệu trình coi là mình cần phải bôi những cái gì, sử dụng những cái thuốc ra làm sao. Rồi mình tiếp tục mình chăm sóc da theo ba cái bước cơ bản như là tôi đã chia sẻ là làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Rồi tiếp theo là mình phải có một cái chế độ ăn, ngủ nghỉ cho nó hợp lý, đặc biệt là giấc ngủ và cái chế độ tinh thần. Thì mình phải là giữ cho cái cuộc sống mình nó thoải mái, mình hạn chế stress thì cái da mình nó mới có điều kiện để nghỉ ngơi cũng như là nó hồi phục thì da nó mới đẹp hơn. Chứ còn mà chị Mai thấy chỉ cần mình stress hoặc là mình mất ngủ một đêm thôi thì qua hôm sau là da bắt đầu nhăn nheo, bắt đầu tối sầm lại rồi, thì có chăm sóc cách mấy nó cũng không có hiệu quả. Đúng rồi đó. Như bác sĩ chia sẻ là cũng có những cái câu chuyện mà nó làm sau một đêm mà tóc bạc trắng là vậy đó. Có nghĩa là nói một cách hơi quá một chút nhưng để thấy được rằng là nếu như tinh thần của chúng ta mà không được tốt thì sẽ hủy hoại rất là nhiều. Do đó là để một cái sự hoàn hảo thì chúng ta cần một combo, phải không bác sĩ? Yeah. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Duy Hải về những cái phương pháp và chăm sóc da đúng cách. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương mục tiếp theo nhé. Chào mừng quý vị đến với chương mục kết nối. Và nếu như quý vị có những thắc mắc xung quanh những vấn đề chăm sóc da như thế nào cho đúng cách thì xin mời quý vị chúng ta cùng đặt câu hỏi với chương trình. Và Mai cũng nhận được vị khán giả đặt câu hỏi cho chương trình. Chị Ngọc viết rằng là: chào chương trình, tôi nghe nói tẩy tế bào chết sẽ làm cho da sáng và đẹp hơn. Vậy một tuần nên tẩy bao nhiêu lần là tốt nhất? Mong được tư vấn. Mời bác sĩ ạ. Đối với da mình thì nó sẽ có những cái lớp tế bào chết nó sẽ bong ra liên tục theo cái chu kỳ của da. Thì đối với những người trẻ thì chu kỳ của da nó khoảng là 28 ngày, nhưng đối với những người già thì thường là những cái chu kỳ này nó sẽ kéo dài hơn. Thì cái việc tẩy tế bào chết thì mình sẽ tẩy bớt một phần những cái tế bào nó đã đủ già đủ chín ở trên ra. Thì mình thường mình sử dụng những cái tẩy tế bào chết khoảng 1 đến 2 lần một tuần là đủ rồi. Mình không nên tẩy quá nhiều, tại vì khi mà tẩy quá nhiều những cái tế bào ở trong á nó non, nó chưa có đủ sức để đối diện với ánh sáng mặt trời hoặc là những tác nhân bên ngoài mà mình đưa nó ra bên ngoài, thì nó sẽ cái hiệu quả của nó chống lại những cái tác nhân bên ngoài nó sẽ yếu và da dễ bị xâm nhập những cái dưỡng nguyên này và dễ gây nên như tình trạng viêm nhiễm cũng như là tăng sắc tố. Nhưng mà bạn thấy trên thị trường hiện giờ thì cũng có những loại sản phẩm mà họ sử dụng giống như là daily ấy, nhưng mà họ có cát rất là bé, ít lắm. Thì cái trường hợp này mình có thể sử dụng hàng ngày được không bác nhỉ? Đối với những trường hợp mà những cái sữa rửa mặt hoặc là những cái làm sạch mà nó có dựng những cái hạt á, thì thường những cái hạt này nó cũng có tác dụng tẩy tế bào chết nhưng mà nó không có nhiều. Đây là một cái dạng tẩy tế bào chết dạng vật lý mà nó kẹt nó hạt, cái hạt nó nhuyễn á, thì mình có thể sử dụng mỗi ngày. Tuy nhiên là đối với những cái da mà đang có cái tình trạng viêm nhiễm hoặc là mụn nhiều thì mình không nên sử dụng những cái dạng này. Cảm ơn bác sĩ. Mai vừa được thông tin từ chương trình có một vị khán giả đặt câu hỏi. Xin mời bạn ạ. Dạ, alo, em chào bác. Bác sĩ cho em hỏi về quy trình chăm sóc da, dưỡng da đúng cách được không ạ? Với lại là em đi làm có trang điểm nhẹ thì cách chăm sóc da thì cần phải lưu ý gì? Em cảm ơn bác. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái việc trang điểm mỗi ngày là cái việc mà bắt buộc đối với những người phụ nữ mà phải thường xuyên làm việc tiếp xúc khách hàng. Thì cái này mình cũng không thể nào mà nói là người ta không trang điểm được. Đúng rồi. Thì mình làm sao để khi trang điểm về xong mình sẽ vệ sinh da thiệt là sạch sẽ. Thì mình chú ý là mình trước khi một cái bước làm sạch đó thì mình nên có một cái tẩy trang. Tẩy trang thì mình sẽ kết hợp giữa tẩy trang dạng nước và tẩy trang dạng dầu. Thì tẩy trang dạng dầu là dành cho những cái mà nó có bộ độ bám dính cao, ví dụ như là mắt, như là môi, thì mình sẽ sử dụng dầu tẩy trang. Còn lại thì mình sẽ sử dụng nước tẩy trang. Và sau khi sử dụng nước tẩy trang rồi mình có thể rửa lại bằng cái sữa rửa mặt cho phù hợp với loại da của mình. Và cuối cùng là mỗi tuần mình nên tẩy tế bào chết một lần để cho hạn chế những cái bích tắc cũng như là hạn chế cái việc sinh nhân mụn. Nói chung là Mai thấy cũng tương đối là có rất là nhiều những câu hỏi. Nhưng mà Mai xin phép là mình sẽ lựa những câu hỏi nào mà nó tương đối là có số chung á, để đại diện cho nhiều chị, nhiều anh để mời bác sĩ trả lời. Một chị ngụ ở tỉnh Long An nhắn đến hộp thư của chương trình. Thưa bác sĩ, ban ngày và buổi đêm có thể thực hiện cùng một quy trình dưỡng da được không ạ? Xin mời bác sĩ. Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì cái này á, là rất là nhiều người quan tâm tới việc dưỡng da nhưng mà nhiều khi làm không đúng. Là nhiều khi xài một loại dưỡng cho cả ngày cả đêm luôn thì thường là nó sẽ không đúng đâu. Mình phải có những cái khác biệt về dưỡng da cho ban ngày và ban đêm. Thí dụ như ban ngày thì cái việc chống nắng của mình phải rất là
là nổi trội, mình phải tập trung vào chuyện chống nắng và sử dụng những sản phẩm dưỡng á, sản phẩm dưỡng kèm theo thì mình không nên sử dụng những sản phẩm mà có tính chất lột tẩy hoặc là làm sáng quá nhiều. Còn về ban đêm thì thường mình không phải bôi kem chống nắng, thì mình có thể sử dụng những cái thuốc làm sáng này. Có một số thuốc làm sáng thì nó sẽ bị mất tác dụng dưới ánh sáng mặt trời, do đó cái việc mà mình có cái routine, cái thói quen chăm sóc khác nhau giữa ngày và đêm là các bạn các chị nên xây dựng cái thói quen này. Và ban ngày á thì mình sẽ tập trung vô chuyện dưỡng ẩm, chuyện chống nắng, ban đêm thì mình sẽ tập trung vô chuyện chống lão hóa và làm sáng da. Và thực ra thì mới thấy là ban đêm thì thường là Mai hãy, đối với bản thân Mai thì mới thấy là ban đêm Mai sử dụng nhiều cái dưỡng ẩm hơn, vì mình ở máy lạnh thì mình sẽ cần phải tăng cường thêm những dưỡng ẩm, nhưng ban ngày thì lại phải hạn chế, không thôi là mặt nó sẽ bị đổ phấn đổ hết dầu rất là nhiều đó. Thành ra thường là Mai... đặc biệt là những cái người mà da dầu á thì có thể ban ngày mình chỉ cần một cái lớp gel dưỡng ẩm nhẹ thôi, không cần phải kem dưỡng ẩm quá nhiều. Còn đối với da khô mà hoạt động ngoài trời á thì mình nên sử dụng thêm cái kem dưỡng ẩm ở phía dưới cái kem chống nắng để hạn chế cái tình trạng mà mất nước qua da. Cảm ơn bác sĩ. Mai cũng nhận được tín hiệu từ kỹ thuật của chương trình, có khán giả đặt câu hỏi. Dạ, xin mời bạn ạ. Dạ vâng, alo, em xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi thăm tí là cái da của em bị mụn á, mà nó có nhân mủ nè, và em đang sử dụng cái thuốc đặc trị á. Nếu em mà tẩy tế bào chết trên da và giữ ẩm cho da thì không biết là da em có bị lên mụn tiếp không ạ? Em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Đối với tình trạng mụn của bạn á, đang là có mụn mủ, có mụn viêm rồi mình đang sử dụng những chế phẩm điều trị á, thì thường là nếu mà cái da không có quá khô thì thường là bác sĩ sẽ không khuyên là tẩy tế bào chết hoặc là sử dụng những cái kem dưỡng ẩm hoặc kem chống nắng trong một thời gian này luôn. Thì thường là để cho cái mụn mà nó tiến triển tốt nhất á, thường mình nên giữ cho da bề mặt mình, da mình nó thông thoáng, mình hạn chế sử dụng những sản phẩm dưỡng này. Thì trong trường hợp mà da bạn quá khô hoặc là bạn phải sử dụng cái isotretinoin đường uống thì lúc đó làm cho da mình khô và nứt ra, thì mình có thể sử dụng những cái dưỡng ẩm chuyên biệt dành cho da mụn. Nó thường là ở dạng gel hoặc là dạng nước thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn trong cái việc điều trị mụn. Còn lại nếu mà da đang không quá khô, không quá khó chịu thì mình hạn chế sử dụng những sản phẩm này. Và tiếp theo thì Mai nhận được tín hiệu từ phòng kỹ thuật. Xin mời bạn ạ. Dạ, em chào chị Thanh Mai, em chào bác sĩ ạ. Em có câu hỏi muốn hỏi, đó là làn da của em á, thì hiện tại nó không có đều màu, nhìn rất là mất thẩm mỹ, em không có tự tin chút xíu nào hết trơn á. Thì em mong bác sĩ tư vấn giúp em cái cách chữa trị với ạ. Em cảm ơn bác sĩ, em cảm ơn chương trình nhiều. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái việc mà da không đều màu hoặc là da tối màu, muốn là da sáng hơn, đó là mong ước của tất cả chị em phụ nữ, đặc biệt là người Việt Nam của mình rất là thích da sáng, da trắng. Thì cái việc làm sáng da thì nó sẽ cần có nhiều thời gian, mình sẽ cần kết hợp rất là nhiều phương pháp với nhau. Thí dụ như mình có thể bôi là thuốc, những thuốc làm sáng da, thì những thuốc làm sáng da đơn cử trong đó có những cái là vitamin C hoặc là tretinoin hoặc là retinol hoặc là những cái chất làm sáng da khác, thí dụ như là acid kojic nè, hoặc là gần đây là có acid azelaic, cũng là một những cái chất làm sáng da. Thì bên cạnh cái việc bôi thuốc làm sáng da thì mình cái việc quan trọng nhất là mình chống nắng ha, mình chống nắng cho thiệt là kỹ thì hạn chế cái tình trạng tăng sắc tố do cái việc mình tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Gần đây thì mình sẽ có những cái thuốc uống để làm sáng da, thì thuốc uống này thì trong đó chủ yếu là nó có vitamin C nè, rồi nó có glutathione. Glutathione là một chất mà nghe rất là quen thuộc, tại vì mọi người đều sử dụng cái chất này trong thời gian gần đây để làm sáng da. Mình có thể uống thêm cái glutathione để làm sáng da với cái hàm lượng từ 500mg cho tới 1000mg một ngày. Rồi uống thêm những cái viên uống chống nắng thì cũng có tác dụng làm sáng da luôn. Thì những viên chống nắng này thường là sẽ có polybutylene glycotomos hoặc là bisphenol, thì nó cũng hỗ trợ làm sáng da cho mình. Mai cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi mà quý vị khán giả muốn nhờ bác sĩ chia sẻ. Chắc là chủ đề này mọi người cũng thích là vì rõ ràng thì vấn đề chăm sóc da thì da nào cũng cần phải chăm sóc, phải không ạ? Và câu hỏi của một vị khán giả qua số hotline của chương trình: em năm nay 30 tuổi, em thắc mắc không hiểu sao da mặt của em lúc trắng lúc đen, em cần phải làm gì ạ? Mong được tư vấn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái việc mà da mặt của mình nó lúc trắng lúc đen thì thường là bạn thấy là trong ngày của mình đó, khi mà buổi sáng mình thức dậy, mình rửa mặt, mình làm sạch thì thấy mình da mình rất là rạng rỡ, tại vì những cái sản phẩm dưỡng ban đêm mình đang dưỡng da cho nó sáng rồi này nọ, nó đủ ẩm, thì buổi sáng mình sẽ thấy da nó rất là rạng rỡ. Tuy nhiên về kể đến buổi chiều, buổi xế chiều á thì bắt đầu thấy da sạm lại, một phần là do những cái bã nhờn nó tiết ra, phần nữa là do khói bụi cũng như là sản phẩm mỹ phẩm mà mình sử dụng trong thời gian dài á, nó bị biến cái màu đi.
quan trọng nhất là cái kem chống nắng. Thì cái kem chống nắng thường mình xài đầu ngày á là nó sẽ hơi trắng thôi, nhưng mà cuối ngày nó bắt đầu nó xỉn đi thì mình thấy là cái màu da của mình nó không ổn định trong trong ngày. Thì thường là nếu mà để bạn bạn có một cái làn da mà nó đều màu cả ngày á thì bạn có thể lựa chọn lại cái kem chống nắng khác, hoặc là có thể giữa giờ, ví dụ như là khoảng 1-2 giờ chiều đi, bạn có thể rửa mặt sạch rồi bạn có thể thoa lại kem dưỡng và bôi lại kem chống nắng cho nó đều màu da. Bên cạnh đó thì cái việc ăn uống ngủ nghỉ hoặc lâu lâu á, mình thấy da mình khô quá, khó chịu quá thì mình có thể xịt thêm một xíu cái nước khoáng. Tại vì khi mà da nó mất nước, nó khô thì mình nhìn thấy da nó cũng sẫm màu hơn so với bình thường. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã đến đây để trò chuyện, đưa ra những cái thông tin rất là hữu ích dành cho chị em phụ nữ cũng như cái mày râu biết cách chăm sóc làn da của mình cho đúng cách. Nếu như quý vị có những cái thắc mắc đóng góp cho chương trình thì Mai và ekip rất là mong nhận được những phản hồi của quý vị. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn chị Thanh Mai, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.